Ngày 19 tháng 10, ông Iniwa Bia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân cho biết đã đề nghị công an xã báo cáo công an thành phố Buôn Ma Thuột xác minh thông tin về người phụ nữ tự xưng là mẹ cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn xã. Theo ông Iniwa, ngày 16 tháng 10, người phụ nữ tên N, thường trú tại tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Năm 2019, trên đường đi làm về qua bến xe phía Bắc, thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thì phát hiện bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi nên bà đã đưa về nuôi dưỡng. Nhưng bà không khai báo với chính quyền, không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé. Tháng 6 năm 2022, bà làm giấy tờ cho cháu bé nhưng không được vì thủ tục quá khó khăn. Mới đây, bà N tình cờ gặp một người phụ nữ hướng dẫn bà bỏ rơi cháu bé để xã phường làm thủ tục pháp lý cho cháu bé, làm xong rồi nhận lại cháu về nuôi. Vì vậy, ngày 10 tháng 10, bà đem bé trai bỏ tại một nhà dân ở thôn 1, xã Hòa Xuân và chờ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân làm thủ tục pháp lý xong thì bà đến xin nhận lại. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, bà N không cung cấp được giấy tờ pháp lý chứng minh bà nhận nuôi cháu bé, nên đơn vị đã giao cho công an xã báo cáo công an thành phố Buôn Ma Thuột, phối hợp xác minh làm rõ theo quy định, đồng thời sẽ thông báo gia hạn thêm thời gian tìm thân nhân của cháu bé.